Xin mến chào các bác. Nay bên đơn vị cửa hàng nhà em, Minh Chính Audio sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng củ loa bát 40NZ với cái mã sản phẩm là 15W F536 các bác nhé. 15W F536. Thì đây là cái dòng bát 40 của hãng NZ sản xuất. Đây là hàng chính hãng các bác nhé. Tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái dòng bát 40NZ 15WF536 này. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy, đây là hàng chính hãng, em vừa khui vỏ hộp ra xong đây các bác nhé. Các bác để ý cho em này, đây là hàng chính hãng của công ty NZ này. Đây là hàng chính hãng của công ty NZ các bác nhé. Chính hãng nguyên vỏ hộp của công ty NZ đây. Thì một cái thùng như thế này, Ở ngoài vỏ bìa thì là công ty cũng ghi mã sản phẩm là 15W F536 này. Đấy. Ở một cái vỏ thùng như thế này các bác nhé, một cái hộp to như thế này, thì ở bên trong nó sẽ gồm hai cái, có nghĩa là cứ một cái hộp to như này nó sẽ là một đôi các bác nhé, nó sẽ là một đôi. Ở đây thì em vừa bóc hộp, em có để một đôi ra ngoài như thế này. Để tí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật của nó và quay cận cảnh góc cạnh của quay các góc của nó cho các bác xem và giới thiệu chi tiết cho các bác xem. Và em sẽ trong cái video này em sẽ test chất âm cho các bác nghe luôn. Và ở cuối video em sẽ báo giá cho các bác để các bác biết giá của cái mẫu bát 40NZ F536 này các bác nhé. Đây, vỏ hộp đây. Vỏ hộp chính hãng của công ty đây. Vỏ hộp chính hãng này các bác nhé. Đây. Đây thì cái vỏ này thì người ta cũng in mã sản phẩm luôn các bác này. 15 này. WF536 đấy. Em phải giới thiệu chi tiết như thế này, em phải giới thiệu chi tiết từ vỏ hộp này. Vỏ hộp của nó này phải trùng, phải có mã sản phẩm và đúng hàng chính hãng của công ty cho các bác thì các bác mới yên tâm. Còn quay trở lại, bây giờ video cũng hơn 2 phút rồi, quay trở lại thì em sẽ vào việc luôn, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái củ bát của nó ra sao các bác nhé, củ bát của nó ra sao. Video này em giới thiệu chi tiết cho các bác này. Bác nào cảm thấy quan tâm mua hàng mà quạt cảm thấy quan tâm mua hàng này, cảm thấy yêu thích cái sản phẩm bát 40NZ F536 này thì có thể là liên hệ tấm biển của nhà em các bác nhé. Có thể liên hệ tấm biển nhà em để mua hàng. Tấm biển nhà em thì có số điện thoại này, số Zalo này và địa chỉ nhà em này. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Em nhắc lại, nhà em có giao hàng toàn quốc. Đây. Bát 40NZ F15WF536. Con này củ từ của nó từ 220 côn 100 các ạ. Từ 220 côn 100. Một trong những dòng bát chất lượng các bác nhé. Một trong những dòng bát chất lượng và cao cấp trong cái dòng bát 40 của công ty NZ. Ở phần mặt trên của nó các bác để ý cho em này. Cái màng của nó thì chất liệu màng cực kỳ xịn các bác nhé. Màng của nó cực kỳ xịn đây này. Cái màu màng các bác nhìn này, màu màng đã toát lên vẻ xịn sò các bác nhé. Con này côn của nó côn 100 cơ nên là cái mũ của nó cũng to các bác nhé. Cái mũ của nó xịn. Cái phủ lớp một lớp keo này, quanh này. Phủ lớp keo người ta làm rất tỉ mỉ. Con này thì là màng của nó xếp ly các bác nhé. Màng xếp ly lượn sóng, cái màu màng của nó màu xám lông chuột nhé. Như kiểu màu xám lông chuột nên nhìn rất là xịn. Con này gân vải các bác nhé, gân vải 3 gân. Đấy. Phần gân vải có tẩm dầu. Và con này thì nó sẽ là bản xương 8 lỗ bắt vít cơ ạ, 8 lỗ bắt vít, 2, 4, 6, 8 lỗ bắt vít. Đấy, cái về phần màng, chất lượng màng các bác nhé. Em gõ tay vào này, chất lượng màng thì rất là xịn. Bác nào mua cái sản phẩm này bên em rồi thì đủ hiểu cái dòng này là thuộc dòng cao cấp trong dòng bát 40 của NZ rồi. Con này từ 220 côn 100. Đây, em soi luôn cái côn cho các bác xem nhé. Đấy, nhện màu vàng, côn 100. Đấy. Cọc chạm đồng quá nhé, cọc chạm đồng. Mạ vàng. Viên từ 220 côn 100, bích rất dày các bác nhé. Bích thép trắng rất là dày các bác nhé. Đấy. Từ 220 côn 100. Còn đây là phần mặt sau các bác nhé, phần mặt sau của nó đây. Phần mặt sau của nó thì là T của nó là T đây này, phần T này, T nó hơi lồi quá nhá, T hơi lồi này,
tê hơi lồi, nhìn theo góc cạnh này tê hơi lồi này, nhưng cái tê của nó là người ta làm rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Ở đây thì là người ta có để một cái mút xốp đây này, đấy, ở trong có sắt các bác nhé, ở trong có miếng lưới sắt rồi, nhưng mà người ta vẫn để thêm một cái lớp mút 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 chống bụi như thế này nữa, nên nhìn rất là xịn các bác nhé. Cái này anh em đã nói đấy, hàng chính hãng của NZ này, New Zeton này, New Zeton này là NZ nhá, NZ là viết tắt của New Zeton, New Zeton. Cái này anh em đã nói có mã sản phẩm là 15WF536. Con này thì 500W 8 ôm các bác nhá, 500W 8 ôm. Về phần khung xương của nó, khung xương của bác nhìn này, em đã nói rồi, viên từ này, từ 220 viên từ rất là dày. Bích biếc của nó nhá, bộ kẹp T kẹp từ rất là dày các nhá. Bích thép trắng rất là dày này. Về phần xương của nó nhá, về khung xương của nó các bác nhìn chất không? Khung xương này là khung xương trẻ đôi, khung xương này là khung xương cao cấp này. Những cái dòng mà khung xương của NZ như này là nó thuộc hàng cao cấp các bác nhá. Lên cái loa này thì rất là chất lượng. Tiếng hay lắm. Màng ở đằng sau này. Màng thì chi chít những sợi bông thủy tinh các bác nhá, đây này. Màng chi chít những sợi bông thủy tinh. Con này thì là ở đằng sau màng thì nó cứ sần sần các bác nhá, nên là con này chất lượng lắm. Con này mà cho các bác về làm sự kiện bát 40 NZF536 này, cho các bác về làm sự kiện là một này. Bác nào mà dùng cấu hình gia đình mà lắp những cái thùng full 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 đơn bát 40. Những thùng full đơn bát 40, full đôi bát 40 thì tiếng con này cực kỳ hay các bác nhá. Từ 220 côm 100 cơ. Đấy. Dòng này cho các bác chơi thì khỏi bàn về chất lượng. Ở đây thì rồi nhá. Em đã giới thiệu xong rồi này. À, xương của nó xương nhôm các nhá, xương nhôm. Đây là bản xương cao cấp của NZ và đây là hàng chính hãng của NZ. Đấy. Ngay từ đầu video em đã giới thiệu nó có vỏ hộp của chính hãng này, vỏ bìa chính hãng rồi các bác nhá. Bác nào này em giới thiệu chi tiết rồi, bác nào cảm thấy quan tâm thì điện trực tiếp cho em để mua hàng, đặt hàng các bác nhá. Ở đây thì em có chuẩn bị một vài mảnh giấy nhỏ nhỏ em xé vụn ra đây các bác nhá. Các bác biết để làm gì không? Em sẽ quẳng lên cái màng này. Em sẽ quẳng lên cái màng của nó. Để khi tí nữa em test cho các bác nghe, em đưa nhạc và em test cho các bác nghe thì cái mảnh giấy em mở nhạc lên thì là mảnh giấy nó sẽ chuyển động. Đấy, bây giờ nhá, không để các bác đợi lâu nhé, em sẽ mở một đoạn nhạc ngắn tầm khoảng 2-3 phút để cho các bác nghe qua chất âm của mẫu bát này. Mẫu bát này tiếng cực kỳ hay các bác nhá, tiếng cực kỳ hay và đây là hàng thuộc hàng cao cấp, hàng chất lượng. Các bác cùng nghe nhá. Cuối video em sẽ báo giá cho các bác nhá. Cuối video em sẽ báo giá cho các bác để các bác lựa chọn đến một đôi đắt 40 như thế này. Cái dòng này cho các bác về lắp những cái thùng, ví dụ như thùng JBL715, thùng JBL725 mà full đôi. Full đơn là 715, full đôi là 725. Thì các bác sử dụng cái củ bát này thì phải gọi là quá là chất lượng luôn. Đi làm sự kiện hoặc là bác làm gia đình mà muốn sở hữu những cấu hình chất lượng, mà những cái củ bát mà hay như thế này, chất lượng như thế này, các bác có thể lựa chọn cái dòng này các bác nhé. Lựa chọn ngay cho mình một cái đôi bát NZF536 như thế này.
Vừa rồi em có mở một đoạn nhạc ngắn cho các bác nghe qua chất âm các bác nhé. Bác nào đấy, em giới thiệu rất là chi tiết ở trong cái video này rồi, test chất âm rồi. Thì bây giờ em báo giá cho các bác nhé. Với một cái đôi bát 40NG, bát 40NG với cái mã sản phẩm là 15WF536 này, các bác nhớ mã của nó là 536 các nhé, bát 40NG F536. Thì bên em đang bán với mức giá là 4,2 triệu một đôi các bác nhé. 4,2 triệu một đôi, 4,2 triệu một đôi các bác nhé. Mua hàng các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại nhà em các bác nhé, liên hệ trực tiếp số điện thoại nhà em để nhà em tư vấn thêm. 4,2 triệu một đôi bát 40NG F536, 4,2 triệu một đôi. Con này thì em đã nói là hàng cao cấp, coi như hàng chính hãng. Như những gì em đã giới thiệu đấy, phải nói dài dòng như thế này, em phải nói dài dòng như thế này các bác nhé. Em phải nói dài dòng và phải nói chi tiết như thế này thì các bác mới hiểu được, và quay cận cảnh và test như thế này thì các bác mới hiểu được. Giá 4,2 triệu một đôi các bác nhé. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của nhà em các bác nhé. Video em xin dừng tại đây. Video này là video em giới thiệu tổng thể và test và báo giá rồi, nên bác nào cảm thấy quan tâm thì điện trực tiếp cho em nhé. Em xin dừng video tại đây. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ các bác nhé. Và cho nhà em một lượt đăng ký kênh đó nhé. Cho nhà em một lượt đăng ký kênh. Nói đùa với các bác chứ, mình giới thiệu video như này ngoài kia thì nó có tiếng con Milu nó sủa, nên các bác thông cảm các bác nhé. Cuối video không muốn nói điều này, các bác thông cảm cho em nhé. Nếu bác nào mà quan tâm đến sản phẩm này thì điện trực tiếp cho em. Bác nào muốn xem những video test loa giới thiệu sản phẩm thì có thể vào kênh YouTube nhà em là Minh Chính Audio để theo dõi nhiều video test loa các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.